Rồi. Tôi chắc cầm dao chạy. Cóc cần sự máu gì đây. Bắt người nấp. You know, I figured you'd be a little rusty, but it looks like all that training's kicking right in. Get in the chat. You ready? Bây giờ đông như thế này, nó phải cho tầm chục thằng đấy. Captain. Gọi mình luôn. Cáp cáp không kìa. Come here. Vãi đồ quát ạ. Vãi nhô. Mình đang đợi xem cảm quá. Ủa, nó có con mã tấu kìa. Ủa, nó không máu. À, thì chơi cận chiến đâu. Thôi để theo bọn kia bắn. Người vãi một cận chiến vào một. Ủa, ơi mấy thằng kia có giá trị. Nhờ. Thử bọn bị ăn kém. Rõ ràng. Có kẹo. Ủa, cầu tờ. Đây, chúng mình không phải chúng tỉa hả? Cầu tờ lần hai. Chết cả đôi. Đánh chơi cục súc nhỉ. Đánh đấm như kẹt đấy. Ái nổ máy riêng cận chiến luôn. Ôi sao có bom màu xanh nước biển là bom gì đấy. Flat bang. Ôi là flat là zom đấy. Ở thằng kia nấp, nấp ngu ấy. Nào. Ra đây đứng nhìn thấy thằng nấp ngu đấy. Ôi là flat counter á, ui đỉnh vãi nổi ạ. Mình phải giúp nó. Giúp quá ấy, chết rồi. Chết oh, kẹt. Ê, không phải thằng Zulu mà nó KS của mình đúng hơn. Thì mình cứ... Xong bé rồi nó đang nằm đấy tự chờ chết rồi ạ. Mình vào mình đá hộ, kêu ạ. Ngon rồi, tôi cầm dao khô máu luôn. Tiết kiệm đạn đến mức tối đa hợp lý rồi. Đệ lên trước ấy. Get him. Sao bọn kia có mũ máu đầy đủ ấy. Quá đồ mũ mới là lính đấy. Có bao giờ thằng sếp có đội mũ không? Ôi thằng sếp ngu ấy rồi. Vào đây. Lên. Khả năng cao lát nữa gặp một con nào đấy bị clear hết ạ. Ô, nhảy qua nhìn nó chuyên nghiệp. Là đặc mạng. Phải rồi, hai thằng này đang hưởng sái thành quả của hai đứa kia ạ. All clear. Ok chưa? Ông kia chắc đứt à? Ui! Ui là mùa! Làm gì ăn được anh? Ông kia đâm ngu rồi. Ui! Ông kia đang đấm mình à? Vãi nó. Ui vãi. Tưởng thằng đệ mình chết rồi chứ. Bị vồ mình chết, mặc giáp thì... Ui! Lại ông, lại thêm một thằng đấm ngu kìa. Nó cầm lên mà chơi. À nó cầm... Mày biết là nó cầm gì. Bên cạnh của mình có thằng nữa. Cao tơ. Ui xời. Ui xời. Không đơn giản. Thằng này nữa. Thằng này nữa. Mà đấm cục trước nhỉ. À tôi hết lực rồi. Vãi nổ tôi hết lực. Vãi nổ nó chém đau vãi. Mình thấy rồi nhưng mà mình thấy rồi mà không làm gì ạ. Vãi đâu mình cũng thở rồi. Đang rơi dao ra là thua rồi. Nhặt được con dao của nó mất nhiều máu quá. Sau một hồi một kiếm thì anh hết mẹo rồi. Hết xăng rồi. Thật là búa đấy. Tiếng gì nghe vù 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 kia rồi. Rồi, phun lực rồi. Nghe như xin trưởng. Động mạnh không? Thằng nào có chết không? Chết luôn là ăn của đấy. Thằng nào thở hừ 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 nhẹ. Do mà. Sau bên sau. Ui lại một ông đắp ngu. Bãi đá ra đây luôn. Thằng rơi dao ra rồi. Chết rồi. Ôi mấy thằng đệ lên chẳng nhỉ. Nhanh ấy. Ê, tôi bốn ông cơ. Hiểu quá, tôi bốn ông phi lên là bầm rồi. Bên này có một cái đấy. Toàn ngựa. Tao giết hết ạ.
Ủa. Cứu đồng đội đi. Vâng, anh đã giúp cảm ra. Cái gì? Đệ nha anh. Chết rồi, từ, đệ đi. Có bao nữa không ấy? Đương nhiên đánh boss rồi, phải rồi. Thế thì phải nhanh rồi. Đây. Ôi, lần này tôi phải giữ súng rồi. Úi giời. Bệnh hoạn cái rồi. Chú thằng đệ. Vãi rồi. Diablo thằng này này. Có cái hack chi tiêu. Có cái hack quân. You two, stay here and tend to the wounded. HQ, Alpha Team reporting. I got four of us heading along Route Niner. Điểm lành quá. Mày lấy máu rồi. Kẹp đập chết hai lần ạ, mình phải ra bơm máu một hầu. Bây giờ chạy đi luôn, đảo đánh boss nốt là vãi nồi. Nốt tức kẹp. Là mình phải một mình bắn nó ạ. Úi giời, hai thằng xúc cắn được mình ngay được. Phải đi tiểu nữa. Thôi, cắn một viên đi. Có vãi là hit với, vãi nồi mình chưa full ạ. Úi giời. Lỡ nè. Thôi được rồi, tôi full rồi. Là thằng boss cơ hội đấy không? Là rùi với nhạc. Nãy giờ đang perfect ạ. À, cho nên khi đứng đực ra nó đấm cho gãy đầu. Anh bé nó nằm 2 lần luôn, có chết lần nào mấy? Oh, chơi chưa? Đào 2 lần, chết thì mới bị trừ điểm. Get him. Ở đây không biết một phút em có đủ gì không? Khu đàn nào mấy thằng này? Bắn chuỗi nhãn. Một lát bang luôn. Here's. Over here. Lại là hai thằng vừa đạp giống mà. Enemy side, find cover. Súng à? Cho tao đông kìa. Vai bị chém phá rồi. We've just received reports that hostiles are gathering around Bosawan. Tí thì ăn cái đấm vào mặt. Có bom quân mà chết hết. Chết hết kìa.
nó không biết lúc nào thì là nó sẽ ăn lấp, lúc nào thì nó là ấy nữa. Nó phải che đường bắn mình vẫn rồi. Ủa để hồi máu á, quẩn tiếp nấp vào phát chuột quay nhanh gấp mấy lần ạ. Toạc mồm luôn, phải thôi. Tiếp rồi. Ui giời, ngon rồi, điểm lại. Chưa biết công dụng mấy quả bom nữa. Đây, có một quả là ném nổ đây. Nãy giờ không có rết à? Ờ à. Tôi còn 7 cây. À, nếu mà nó lòi cái đầu ra có khi ném flat bang chết luôn đấy. Gì đấy, gì đấy? Nếu mà nó thò, nếu mà nó có mấy cái con ở trong người ấy, theo truyền thống các bạn trước là ném flat bang nó chết luôn đấy. Kiểu bọn sợ ánh sáng ấy. Chịu rồi. Tôi không biết quả nào quả lá nữa. Quả, quả màu xanh đấy. À, từ nãy giờ mình để chế độ bắn một viên đã, quái rồi. Chuyển sang liên thanh rồi. Ủa, single. Chắc có single với auto, với semi auto à? HQ to Alpha. Đâu, có hai cái thôi. Bắn liền rồi bắn thường viên. Proceed with extreme caution. Tiếng gì đấy? Nó đang cầm tiếng. Ủa, sao bên này có... Chưa? Chưa rồi, đang bận rồi, phải rồi. Ủa, sao, sao bên này vải nhau xinh ấy? Được đào tạo nó phải khác. Đây rồi, có đường bên này rồi, tôi đi rồi. Bên kia có thằng cầm kiếm lắm. Thằng mua kiếm. Giỏi vậy nào. Để thôi. Chúng ta mấy thằng cửa. Sao cái lũ đồng đội bắn ăn hại ấy nhỉ. Có vãi. Đạn ngắm luôn. Nó chỉ vãi đồng đội cho vào chỉ tương đối thôi. Như kiểu cái bọn ADA đủ gì ấy. Vào bắn giá trị ấy nó mấy thằng này. Có thể đi khám từng cửa rồi. Đến cửa nó nhảy sồ ra. Đó ra. Ui dồi, uẩn. Thử luôn đấy mà. À không, chỉ làm cho nó bước cơ. Phải rồi, nhầm mà. Không theo truyền thống mà. Cố gắng đấm nó ra. Chết rồi, phải chưa chết. Chết kìa. Giờ thì chết rồi. Ôi đấm khỏe mà, đấm khỏe hai đứa kia luôn. Đam mặt bén rồi còn đâu nữa. Tăng là đam đam băm đấm chứ mình còn tăng sự trang đâu. Mà nổi đấm khỏe. Cùng với cái đấy là mình bắn nó nữa thì phải. Nhưng mở cái cửa về. Ơ cậu có con nhé. Ui rồi. Tôi nhầm rồi. Ơ sao mình vào đây rồi? Thằng kia thì lại bị bắt rồi. Ra đây đi. Có con cục kẹt này. Cái vãi ở đây. Cái vãi ở từ nãy giờ. Hai kia thể hiện giá trị chứ mà. Thôi cho thằng kia bắn. Thôi chết rồi. Thôi rồi. Bọn này lại ít nhưng mà khủng mà. Hai đứa kia là nhiều nhưng toàn ra. Có đồ này, có đồ này.
ít quái nhưng mà khổ. Ngoài ra chúng nó cầm súng nữa. Captain, hurry. Rồi, cắt rồi. Úi dồi. Quan chuyện nóng máy á. Đấy, cắt thật. Con cầm chưa nóng máy á, bệnh mấy rồi. Chị rồi.